Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Chương 1081 đã ra mắt và cung cấp cho chúng ta rất nhiều diễn biến thú vị ở khu vực đảo hải tặc. Mặc dù đã già nhưng chúng ta sẽ được chứng kiến sức mạnh của Garp khi mà ông không ngại solo với người học trò cũ Aokiji. Ngoài ra, chúng ta cũng biết được kết quả cuối cùng của trận chiến giữa Dâu Đen và Law, mặc dù kết quả này không có gì bất ngờ lắm. Khá đáng tiếc vì tuần sau chúng ta bị hoãn theo kỳ nghỉ của nhà xuất bản, nhưng với những gì diễn biến đang trở nên cao trào thì có lẽ tuần tới sẽ quay trở lại với diễn biến trên đảo Egghead. Tuy nhiên bây giờ trong khi chờ đợi, hãy cùng mình phân tích về các sự kiện đang xảy ra trong chương 1081 để không bỏ lỡ điều gì. Chương này bắt đầu với việc tập trung vào sự kiện trên đảo, khi mà chúng ta thấy rõ hơn về đòn tấn công của Garp, nắm đấm của Garp vẫn tiếp tục được phủ những tia sét đặc trưng của Haki Bá Vương cao cấp. Green Grus sử dụng trái đất sét của mình tạo đệm hạ cánh cho tàu của Garp chạm đất an toàn. Garp rõ ràng cảm thấy thất vọng vì mức độ tàn phá đòn tấn công của mình không được như xưa bởi vì ông đã già rồi. Trước việc nhóm Garp đang gây náo loạn trên đảo hải tặc, một nhân vật bí ẩn đã xuất hiện và bắt đầu tấn công mọi người. Hóa ra đây không phải là một người xa lạ mà chính là cựu đô đốc Aokiji, anh ta đứng ra để chống lại Garp. Lý do Aokiji gia nhập băng Dâu Đen. Khi Aokiji quyết định rời khỏi hải quân và gia nhập băng Dâu Đen, nhiều người hâm mộ khi đó đã thắc mắc tại sao Aokiji lại làm điều như vậy. Một giả thuyết đã nói về việc Aokiji cay cú Akainu nên không muốn đứng chung phe với Akainu nữa. Tuy nhiên, Oda sau đó đưa ra câu trả lời. Trong chương mới này, có một đoạn hồi tưởng về cuộc gặp gỡ giữa Dâu Đen và Aokiji, đó là một năm sau khi anh ta bị Akainu đánh bại. Dâu Đen và một số thành viên trong băng hải tặc của mình sau đó đã đi đến một hòn đảo, bởi vì một số thành viên khác là Sanjun Wolf, Vasco Short, Doc Quy đã bị đóng băng do sức mạnh của Aokiji. Dâu Đen sau đó bước vào một quán bar, hai người đã trò chuyện và tâm sự với nhau rất nhiều. Lafitte khuyên Dâu Đen kết liễu Aokiji và đoạt lấy trái ác quỷ, nhưng Dâu Đen đã xin lỗi Aokiji vì thái độ thuyền viên của mình trước khi Aokiji nổi giận. Cuối cùng, Dâu Đen đề nghị anh ta gia nhập băng hải tặc, sau đó anh ta đã chấp nhận. Ngoài ra, cuộc trò chuyện giữa Garp và Aokiji trong trận chiến của họ ở chương 1081 cũng tiết lộ rằng Aokiji thật sự ngưỡng mộ thái độ của Garp bởi vì ông luôn có thể làm bất cứ điều gì mà Garp muốn. Và bởi vì Aokiji thực sự thần tượng Garp nên cuối cùng anh ấy cũng làm điều tương tự như thần tượng. Aokiji không cung cấp chi tiết về lý do tại sao sau này mình lại muốn gia nhập băng Dâu Đen. Có thể thực ra Aokiji vẫn còn một kế hoạch thật sự mà chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, dựa trên lời nói giải thích xuất hiện trong chương 1081, có thể kết luận rằng Dâu Đen là người đã đề nghị Aokiji gia nhập băng, chứ không phải Aokiji chủ động. Sau đó, vì không còn là thành viên của hải quân, Aokiji được tự do làm bất cứ điều gì mình thích, kể cả trở thành cướp biển. Vì vậy cho đến hiện tại, khả năng Aokiji vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên thì Aokiji đã chính thức được giới thiệu ở đây với tư cách là thuyền trưởng thứ 10 của băng hải tặc Dâu Đen. Trận chiến của Garp và Aokiji. Mặc dù trước đó có thể cả Garp và Aokiji đều không muốn cuộc chiến giữa họ xảy ra, nhưng cuối cùng thì trận chiến này vẫn diễn ra trong chương 1081. Mình nghĩ rằng có một số lý do mà trận chiến giữa Garp và Aokiji buộc phải xảy ra, bởi vì đây sẽ là bằng chứng về lòng trung thành của Aokiji với băng Dâu Đen. Trước đó chúng ta biết rằng Aokiji là một cựu đô đốc hải quân đã quyết định rời đi và gia nhập băng Dâu Đen bởi vì Aokiji thua Akainu. Tuy nhiên, vì Aokiji là một cựu đô đốc nên bản thân băng Dâu Đen vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Vẫn chưa có nhiều bằng chứng chứng minh lòng trung thành của Aokiji. Tuy nhiên, một trong những việc mà Aokiji đã làm đó là bắt cóc Pudding. Và bây giờ chiến đấu chống lại chính người thầy của mình là một cách để băng Dâu Đen kiểm tra lòng trung thành. Mặt khác, nhóm hải quân sốt do Garp chỉ huy đang tàn phá căn cứ, vì vậy Aokiji không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chiến đấu chống lại người thầy. Anh phải bảo vệ căn cứ bằng hải tặc hiện tại của mình. Tuy nhiên, sức mạnh của anh ta không đủ để ngăn chặn Garp. Aokiji đã sử dụng quả cầu băng nhốt Garp trong một quả cầu, nhưng tất cả không đủ để ngăn chặn Garp. Garp sử dụng haki của mình phá vỡ lớp băng, sau đó lao vào và tóm lấy Aokiji, sử dụng haki bá vương cao cấp đập anh ta xuống đất với đòn tấn công được gọi là Blue Hole. Uy lực của đòn tấn công này mở ra một vết nứt trên mặt đất, khiến cho anh ta rơi xuống hố đen. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chiến thắng có thể thuộc về Garp. Kết quả trận chiến giữa Law và Dâu Đen. Một trận chiến khác đã tiếp tục xuất hiện trong chương 1081, đó là ở đảo Winner, địa điểm mà Dâu Đen đánh bại Law. Người của Dâu Đen tuy bê bết máu nhưng hắn ta vẫn là người chiến thắng. Con tàu ngầm của Law đã bị vỡ thành nhiều mảnh và chìm xuống đáy biển. Dâu Đen khá sung sướng với chiến thắng của hắn ta. Trong giây phút cuối cùng, Peppo nhớ lại cuộc nói chuyện với Tony Chopper về một loại thuốc. Và chính viên thuốc này đã giúp anh ta biến hình sư long để giải cứu thuyền trưởng Law khỏi tay Dâu Đen. Băng hải tặc Dâu Đen đã quá bất ngờ trước tình huống này, tạo cơ hội cho Peppo và Law trốn thoát xuống biển. Mặc dù đã trốn, nhưng băng hải tặc Hurt đã thảm bại. Tổng kết thì chương này nhìn chung là một chương vô cùng thú vị. Mặc dù có một sự việc đáng tiếc là Law đã thua Dâu Đen, nhưng ít nhất điểm sáng là hành động dũng cảm của Peppo đã cứu không chỉ mạng sống của Law mà tránh được việc trả quỷ OPOP bị Dâu Đen chiếm hữu. Chương 1081 cũng xác nhận rằng Aokiji là học trò cũ của Garp, đồng thời mang đến cho người hâm mộ một cuộc chiến vô cùng thú vị giữa hai người thầy trò. Và đây mới chỉ là bắt đầu. Ngay cả khi cuộc chiến đã kết thúc một cách nhanh chóng, thì đó vẫn là một phân cảnh đáng nhớ mà chúng ta chắc chắn sẽ đánh giá cao và khen ngợi.
Bạn có suy nghĩ gì về các chi tiết trong chương 1081 này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.